Liên quan đến tình trạng mất trộm hành lý tại sân bay, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết khi mở hầm hàng máy bay, đơn vị vận chuyển thường ghi nhận nhiều hành lý rách vỡ, có kiện hàng đã bị mất tài sản trước khi về đến Việt Nam. Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, hành lý càng quá cảnh nhiều thì càng có nguy cơ bị mất trộm. Trong 5 tháng đầu năm, công ty dịch vụ mặt đất SAGS phát hiện 350 kiện hành lý bị bung mở, hư hỏng. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2015 có 138 kiện, tháng 2 có 144 kiện, tháng 3 và 4 có hơn 40 kiện, tháng 5 có 28 kiện hành lý. Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, bên cạnh các vụ trộm cắp hành lý từ nước ngoài, vẫn có một số vụ nhân viên hàng không lấy đồ của khách. Trong tháng 6 đã có nhân viên vệ sinh tại sân bay này lấy điện thoại iPhone, cục sạc pin của hành khách bỏ quên trên máy bay. Lãnh đạo Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị an ninh cảng vụ tăng cường biện pháp như bố trí thêm camera, bố trí tủ gửi đồ, khai báo tài sản mang vào khu vực hạn chế, khám người nhân viên bốc xếp sau ca làm việc nhằm ngăn chặn nhân viên hàng không trộm cắp hành lý của khách.